Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh đồ gỗ trường nụ của Trang hôm nay ạ. Hôm nay cơ sở của Trang sẽ giới thiệu lên cho mọi người cùng được uh, trình ngắm chiêu ngưỡng về những sản phẩm đồ gỗ khả mốc của bên cơ sở trường nụ của Trang uh, có sẵn tại cửa hàng ngày hôm nay ạ. Trong đó em sẽ giới thiệu cho các bác là một chiếc giường phương người này, cũng như là một cây tủ tre và một số sản phẩm đồ gỗ mini ạ. Và, và bên cơ sở trường nụ của chúng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải hậu, Lâm định ạ. Và số điện thoại liên hệ của nhau là 0912. 862834 ạ, lại mà ghi trên màn hình. Và một sản phẩm đầu tiên em muốn giới thiệu đây là cho mọi người, của được chỉnh ngâm trên nước nó là một chiếc giường phương người à, theo phong cách nhà lối xưa. À, một chiếc giường này được làm trên nền là cây gỗ gụ ạ, gọi là gỗ mật cụ mật và thông số kích thước của chiếc giường phương đời này dài là 205 cm, Sau là 100 cm. Đó được cần ốc xa cư cũng như kết hợp vào đó là những cái ô đá cẩm thạch tự nhiên, đá vân mây này. và giờ em sẽ đưa máy lại gần này để cho bác được xem chi tiết hơn phần chính diện này thì được thiết kế là thành ngũ sơn ạ, thành năm nô nô giữa là ô trò được cẩn cảnh là bát tiên du xuân cũng như là những cái ô phía bên cạnh này đây, được chạm cổ đô cũng như là những hàng chữ bách phúc cổ theo nối xưa cổ điển rất là đẹp luôn những hàng chữ này hàng chuẩn theo nối cổ có nhé nhưng mà hàng này là hàng đã tân trang lại làm mới đấy mẫu là mẫu cũ còn làm là làm mới à, chiếc giường này nó làm lên được khoảng 5 năm rồi cũng là hàng tái rồi rất là khô rồi đó à, chiếc tay tròn này cái tay tròn này cần là những ô chám này cũng như là những cái cây lục bình hoa mai này à, hàng là hàng nguyên cục nguyên khối luôn chiếc tay tròn này là nguyên khối luôn à, dày là 12 cm rất là to và dày luôn à, nhiều phần chân này đó, chân cũng được cần là những cây lục bình chữ thọ này những đường dây leo này đó, xem vào đó là những con sông tiện này của hình chiếc giường phương người này à, chúng ta có thể ngồi uh, uống trà nằm đạo của hai người chúng ta ngồi hai người hai bên ngồi uống trà đây thì rất là uh, sang trọng luôn uh, Theo phòng cách của quý tộc đó, phần mặt trên này kết hợp của nó ba ô đá cẩm thạch này đá vân mây này đó, những ô đá rất là đẹp và cơ sở đã chọn là chọn lọc ra những cái viên đá đẹp nhất này. Để nhấp vào chiếc giường phương người này. Đó, một chiếc giường phương người làm trên chất liệu là cây gỗ hụ này. Đó, và được làm rất là chắc chắn luôn. Đó, với một chiếc giường phương người như thế này thì bên cơ sở thiếu nụ của họ cho anh sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ à, với giá chỉ có là 32 triệu thôi. Đó, 32 triệu trên một chiếc giường phương người như thế này. Cơ sở này cũng có sẽ bao phí ship vận chuyển và lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác luôn à, chiếc giường này chiếc phần tựa chính này là hàng tháo rời cũng như là phần mặt đá này là hàng tháo rời để tiện cho vấn đề vận chuyển cũng như là lắp đặt nó giá 32 triệu cơ sở có sẽ bao phí ship vận chuyển cho tất cả các bác ạ đó, sản phẩm tiếp theo bên cạnh đây em có đây là một uh, chiếc cây tủ tre đó, à, được khảm uh, liên tri à, với thông số kích cỡ là dài là 203 cm sâu 56 và cao là 78 cm làm trên chất liệu là cây gỗ gụ ạ nó và được khảm liên chỉ ốc xa cười đỏ là hoàn tranh luôn nó giờ em sẽ đưa máy lại gần để cho bác cùng được xem chi tiết hơn đó, đây là phần cánh của chiếc tủ này nó được cờ ở những đường dây neo liên chi này đó, ốc chỉ đỏ được vàng tranh ốc thì rất là đẹp luôn nó cần rất là kỹ rất là tơ tóc đó, đây là phần chiếc cánh cũng như là phần chiếc nhào tủ này đó, chiếc nhào tủ này được cẩn cảnh này sóc nhò này nó sóc nho, những con bướm cũng như những lá nho để được xe nặng rất là kỹ, nó ốc thì rất là đẹp, nó được xe nặng cắt tỉa, những cái dây nhau, rất là tơ tóc, tỉ mỉ sắc nét, nó phần chiếc cánh tủ bên này cũng được cờ phối màu ốc rất là đẹp luôn, nó tủ khảm niên trì khảm rất là kỹ rất là dài. Ở đây là phần bệ này, trần quắp này, cũng như được chạm à, những uh, bông mai, cũng như là khảm ốc ở những phần bệ này, à, Cảnh đồng quê sông nước này, ốc sạc cười thì đỏ được vàng chanh luôn, ốc rất là đẹp. Đó, cây tủ này thì được khảm là à, ba mặt ạ, à. đây là phần chính diện, à, chính diện của cây tủ, cũng như là phần hông ngang, à, phần hông ngang của cây tủ đây cũng được cẩn những cái cảnh. à, đông bích ở phần hông ngang. Đó. cái tủ này là hàng cỡ đại các bác nhé hàng cỡ đại bình thường cây tủ người ta làm gì là một m tám mươi ba thôi còn riêng cây tủ này là chiều dài tới hai m linh ba rất là to Ở hàng cỡ đại Ở các bác nào quan tâm đến cây tủ chè này thì có thể liên trực tiếp với em qua số điện thoại zalo em đã ghi trên màn hình đó là 0912 ba bốn ạ và với một chiếc tủ chè khẳng niên trì ốc sở cửa đỏ này thì cơ sở anh cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 60 triệu ạ sáu 60 triệu trên một chiếc cây tủ chè này giá bao phí ship vận chuyển tận nhà cho tất cả các bác rồi sản phẩm tiếp theo đây trên đây có đây là ba tấm tranh đĩa này đó tấm phu thê viên mãn này với thích thước đường kính là 36 cm và bức tường hạt bên này là 36 cm tấm ở giữa là kích thước là 42 cm tất cả đều được làm trên nền chất liệu là cây gỗ chắc cũng như là được cẩn nổi kênh bong cẩn gỗ xưa nhà và đá cầm thạch đó những nguyên liệu rất là giá trị một cơ sở của chúng em đã chế tác nên những tấm tranh đĩa này đó những các bạn quan tâm đến những tấm tranh đĩa này Để thì có thể liên hệ trực tiếp với em ạ em sẽ gửi chi tiết cho các bác qua số zalo đó bức cần cảnh cụ tê viên mãn này chất liệu gỗ chắc này cần gỗ xưa nhà và đã cầm thạch này cơ sở giao lưu với mọi người sẽ là 5 triệu ạ đó, tấm ở giữa này cảnh tùng hạc này kích thước là 42 mươi cm đường kính này giá là 6 triệu này cũng như là tấm tùng hạt bên này kích thước là 36 mươi cm À, giá là 5 triệu ạ à, trên một tấm ạ à, các bạn là quan tâm thì cứ liên trực tiếp với em hoặc các bác có thể truy cập trên ờ, trang cá nhân ờ, YouTube, lô gỗ trường nụ hoặc là kết nối Zalo với em trong album Zalo của em có rất là nhiều mẫu mã hình này để cho các bác cụ thể tham khảo ờ, thêm những cái sản phẩm mà các bác muốn quan tâm ạ. À, bên cạnh đây, ngồi đây là một bộ trường kỷ ngũ sơn này bộ gồm có là ba món 2 băng dài và một bàn làm trên nền là cây gỗ vụ này bộ rất là lớn luôn với thông số kích cỡ chiếc bằng ghế dài là 197 cm sâu 60 và cao là 123 cm chiếc bàn này có kích cỡ dài là 171 ngang 795 và cao là 75 cm họ à, được cốc sạc cử tứ diện cũng như là được à, những trao cảnh đục chạm thư quý tùng chúc cúc mai ở những phần tựa chính này cũng như phần tay này phần diễu này đặc biệt là phần ghế ngồi này được kết hợp vào đó là những cái ô đá cẩm thạch tự nhiên đá vân mây rất là đẹp và dày dặn luôn cơ sở là chọn lọc ra những cái viên đá đẹp nhất để ghép vào bộ trường kỳ này tạo thêm điểm nhấn sang trọng hơn cho bộ trường kỳ này. đó đây là chiếc mặt bàn này với những ô đá vân mây rất là đẹp. khung viền bên ngoài cũng được cần hết những cảnh cây tứ quý tổn châu cốc bài, cũng như là đục chạm những chuyện gấm chân thì đục chạm vào đầu lần chân cá và được gặp tứ diện đó, đây là phần hông ngang này cũng như phần mặt sau này đó, của bộ trường kỳ này đó, đây là phần mặt sau họ được khảm giống như mặt trước luôn rất là dày dặn đó. lời sản phẩm tiếp theo à, với bộ bộ trường kỳ như thế này thì bên cơ sở em sẽ giao đi với tất cả các bác ạ à, giá là 55 triệu ạ à. đó, 55 triệu trên một bộ trường kỳ này các bác quan tâm thì liên trực tiếp với em và số điện thoại em đã ghi trên màn hình nó đó là 0912 862 834 à, với giá là 3 với giá là 55 triệu và phí ship vận chuyển cho tất cả các bác à, sản phẩm tiếp theo đây em có đây là một chiếc cây tủ áo này đó, một chiếc cây tủ áo hai buồng hai cánh đó, được làm trên nền là cây gỗ gụ này đó, trên nền là cây gỗ gụ với thông số kích thước là ngang 127 cm cao của 2m2 sâu khoảng 64 65 cm thiết kế là hai buồng hai cánh Đó, phần phía bên trên này Đó, đục cảm đục chạm như cần cảnh là một cây hồng này rất là dày dặn và đẹp luôn Đó, như là những cái đường ô chám này phần cánh tủ này Đó, phần khung cột này cột thì được cần là những chữ thọ này đục chạm như bông hoa lá tây này Đó, phần cánh này cần bên trong là giọt hoa này Đó, ở giữa là đục chạm hoa lá tây ở dưới là cảnh một cây hồng cũng như nào ô van dây neo liên chi và đặc biệt là chạy những cái hàng đồng tiền ở ở phần cánh này rất là đẹp nhìn cho chiếc tủ này rất là nổi bật lên nó không bao cột cẩn ô chám dây neo liên chi này nhìn rất là đẹp luôn có các bạn quan tâm đến cây tủ này thì trực tích, tích tiếp với em ạ phía dưới này thì được thiết kế là hai ngăn kéo hoặc chúng ta có thể chứa đồ phía bên dưới này rất là tiện luôn chân là chân quỳ xoắn ốc được cẩn cũng như là độc chạm đường dây neo này đó, bên trong này Đó, bên trong của chiếc tủ này à, có một à, sàn Đó, và bên trên à, có móc treo để có thể treo đồ cơ sở nó hoàn thiện gác đi cho những cái cây tủ này nó à, rất là kỹ rồi nó à, rất là đẹp à, phần phía bên này nó cơ sở này nó hoàn thiện rất là kỹ à, cho chiếc cây tủ áo này cho à, nên các bác nào muốn quan tâm muốn sở hữu cây tủ áo này thì nên trực tiếp với em qua số điện thoại em đã ghi trên màn hình với một cây tủ áo này thì bên cơ sở anh cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 40 triệu ạ có 40 triệu cơ sở anh cũng sẽ bao phí ship vận chuyển cho tất cả các bác và đáp đặt tại nhà cho tất cả các bác luôn có cây tủ áo này là hàng tháo rời ạ Đó, tất cả đều tháo rời ra từng miếng một Đó, nếu mà chúng ta kê ở tầng dưới thì chúng ta có thể bê luôn vào còn nếu chúng ta đưa lên tầng cao thì chúng ta không thể bê được rất là nặng thì chúng ta có thể tháo rời ra và lên tới đây chúng ta sẽ nắp lại hoàn chỉnh cho tất cả các bác nên các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển cũng như đào nắp tại nhà đó, với giá là 40 triệu ạ cơ sẽ hỗ trợ bao phí ship và vận chuyển và nắp đặt tại nhà cho tất cả các bác ngoài những cái sản phẩm này ra thì đây cơ sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm khác cả. như đây là một cây tủ áo này đó, cây tủ áo ba buồng và bốn cánh này rất là lớn này hai mét hai 56 56 Số 5 năm và cao là 275 xe, à, xe, giá là 95 triệu. À, rất là to và đẹp luôn. À, bên cạnh đó thì cây có rất nhiều những sản phẩm khác như cây tủ bê đô này. À, cây tủ bê đô này. Giá là 80 triệu. À, cũng như là em có đây là một chiếc khay trà gỗ chắc này. Một chiếc khay trà gỗ chắc này, được khảm ốc sạc cư này cây này khay là khay cỡ đại này với kích cỡ là 25 x 42 cm rất là to nó và được khảm mà tứ diện Đó, ốc sắc cửa thì rất là đẹp luôn Đó, các bạn nào quan tâm đến những chiếc khay trà này chúng ta kê phòng trà thì rất là đẹp Đó, được cỡ, tứ diện gỗ chắc 100 phần trăm hàng báo đẹp nhanh nặng cho các bác hoàn tiện vật nghi rất là kỹ với một chiếc khay trà này cơ sở có sẽ báo giá và giao lưu với tất cả các bác ạ à. với giá là 3,5 triệu ạ Đó, 3 triệu rưỡi Cơ sẽ có sẽ bao phí ship vận chuyển cho tất cả các bác đây là khai cỡ đại nhé khai cỡ đại 25 nhân 42 xe rất là to có bên cạnh đây có lên một bộ bàn trà nữa một bộ bàn trà gồm có bốn ghế và một bàn bốn ghế Louis và một chiếc bàn vuông có chiếc ghế Louis này đục chạm như cẩn cả ốc cảnh một cây hồng cũng như là bông hoa lá tây song tiện cột 4,5 cm vuông rất là to có kích thước mặt là 50 nhân 42 xe có bốn chiếc ghế Louis này kết hợp với một chiếc bàn trà vuông là 86 cm cao 76 ạ. và bộ con bò nằm món 4 ghế và một bàn. Và làm trên đây là cây gỗ gụ này, gọi là gỗ mật cù mật này. các bác nào có những cái căn phòng nó vừa nhỏ vừa không gian hẹp thì chúng ta có thể quan tâm đến bộ bàn trà này chúng ta vừa có thể dùng làm ăn ăn cũng được bàn trà cũng được dùng cho bốn người ngồi thì rất là thoải mái luôn À, với bộ bàn ghế như thế này thì bên cơ sở trường nụ của chúng em cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 27 triệu ạ mươi 27 triệu trên một bộ bàn trà gồm có bốn món này năm món này bộ ghế một bàn cơ sở anh cũng sẽ bao phí ship vận chuyển cho à, tất cả các bác ạ ở à, bên cạnh đây có đây là một bộ bình phong này à, có như là một bộ bàn ăn này à, một bộ bàn ăn này cơ sở em được làm trên nền là cây gỗ cụ này bộ gồm có là chín món tám ghế lui và một chiếc bàn lớn này à, chiếc bàn này với kích cỡ là đường kính là 130 cm rất là to có bốn chiếc một chiếc bàn ăn nuôi được kết hợp đó là những ô đá cập tự nhiên đá phân mây ở phần giữa cũng như là khung viền ngoài nó được cẩn ô chám cảnh cây tư quý tùng trúc cúc mai cũng như là tám chiếc cây ăn lui này nó tám chiếc cây ăn lui này rất là đẹp và sang trọng luôn chúng ta ngồi có thể tiếp khách tiếp đối tác trên những chiếc bàn ăn này để rất là sang trọng Nằm trên nền là cây gỗ hụ bộ chín món 8 ghế và một bàn. Chân đục chạm này. À, đầu lân và ơ đục chạm mà lân vần cầu rồi. Cũng như là bốn trụ này. Nó rất là lớn luôn. Đó, các bạn quan tâm đến bộ bàn ăn này. này thì anh tiếp với em ạ. Với một bộ bàn ăn như thế này thì bên cơ sở cũng sẽ giao lưu với tất cả các bác ạ với giá là 60 triệu ạ. Đó, 60 triệu trên một bộ bàn ăn này. Cơ sở này cũng sẽ bảo phí ship vận chuyển cho tất cả các bác tại nhà luôn. Đó miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Tây Sài Gòn cơ sở anh cũng sẽ có xe vận chuyển ở tận nhà và lắp đặt tại nhà cho tất cả các bác cho nên các bác yên tâm về vấn đề vận chuyển lắp đặt uh, cho tất cả các bác ạ và các bác nào quan tâm đến, đến, đến những sản phẩm này thì cho cơ sở làm một nút like, một nút tin, một nút follow, một chia sẻ kênh để cơ sở ngày một phát triển hơn cũng như là ra những video mới những sản phẩm mới để đưa đến cho các bác cùng được tham khảo cũng như là chương ngưỡng về những sản phẩm của bên cơ sở chương đủ của họ uh, cho em ạ cơ sở truyền của uh, chúng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải hậu, Long Định ạ uh, và số điện thoại liên hàng của em là chín một hai ạ. Em đã ghi trên màn hình và, và cơ sở của truyền uh, cũng xin dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo.